với quý vị, nhưng hình ảnh những người phụ nữ Thái trong bộ váy cổ có lẽ ít ai thấy. Đang trình diễn trên sân khấu là thí sinh Phạm Diệu Linh, tự hào mang trên mình bộ trang phục truyền thống của người Thái đen sông Mã. Điểm nhấn của bộ trang phục là chiếc áo với chất liệu vải tự nhiên. Áo Thái cổ tôn lên được nét đẹp kín đáo cùng với chiếc váy sa tanh đen, không có họa tiết hay hoa văn gì khác. Tuy họa tiết đơn giản, nhưng bộ trang phục của người phụ nữ Thái đen cổ vẫn mang nét đẹp đặc biệt. Đó là nét đẹp của sự kín đáo, giản dị và mộc mạc đơn sơ. Nét đẹp này không thể cảm nhận bằng mắt, mà cảm nhận bằng sự trân trọng, yêu mến những giá trị văn hóa cổ truyền của người dân tộc Thái. Phụ kiện của bộ trang phục chính là sa tích, vòng cổ, vòng tay, kép và đặc biệt, tạo nên điểm nhấn cho trang phục, tô thêm vẻ đẹp chân chất của người phụ nữ. Quý vị thân mến, với lịch sử và truyền thống lâu đời của trang phục Mông, không chỉ đơn thuần là một phần của trang phục, quần áo hàng ngày, mà còn là biểu tượng văn hóa, sự tự hào và cái đẹp của dân tộc. Và bộ trang phục mà quý vị đang xem trên sân khấu, đó chính là trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, được trình diễn bởi thí sinh Nguyễn Thùy Trang. Bộ trang phục với gam màu đen chủ đạo, kết hợp với các họa tiết thêu tinh xảo, có màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh, tạo nên sự nổi bật và thu hút. Điểm nổi bật trên trang phục truyền thống của phụ nữ Mông là chiếc váy. Váy của người phụ nữ Mông là váy xòe, màu trắng, không xẻ. Phần váy được nối liền với phần thân váy bởi một dây đai vừa một vòng bụng và được cố định bởi dây buộc màu hồng nổi bật. Thưa quý vị, trang phục dân tộc Mông không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp, mà còn là di sản văn hóa và biểu tượng của sự kiêu hãnh và tự hào dân tộc. Kết hợp những tiến bộ của thời đại.